này là cái lọc để mình ăn thôi. Hai ba rồi, lắc lại đi, lắc lại đi anh em nha, đã vô được tới cái vị trí của nó rồi, là phá nền nhà của khách hai lỗ. Show me you got soul inside those new shoes, and you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Rồi ok, Hào chào anh em nha. Thì hôm nay là team Hào đã có mặt ở Buôn Mê Thuột, thì Hào đang có ở là đường Nguyễn Tất Thành. Thì bây giờ là hồ của Hào là xe đã chở tới rồi, bây giờ là mình sẽ lên kiểm tra và mình sẽ đưa hồ xuống và lắp đặt nha. Thì hôm nay mời anh em cùng team với mình, cùng team mình xem quá trình vận chuyển đưa một cái hồ cubic 1m x 1m x 1m, tổng chiều cao là 1m98 vào trong nhà, và mình có nâng cấp cho chủ hồ một cái lọc mới của bên Gia Vĩ Tân nữa. Rồi mời anh em theo dõi team của mình làm ạ. Này là cái lọc để mình nâng cấp cái hồ. Rồi nè, thấy rồi, bỏ đi. Dưới lót giấy thì cứ bỏ một đầu xuống rồi để rút cái tay cho nó dễ. Đầu em xuống từ từ. Lấy alo không? Cài, đưa cài, đưa coi. Đó, bắn em, bắn chứ đẩy không nổi đâu. Lấy cây ôm, ôm. Đúng rồi. Anh đâu anh đẩy rồi kéo đi. Rồi giữ im đêm rồi. Rồi qua rồi đây rồi. Rồi đẹp như mơ. Rồi vô tới coi, vô tới coi rồi. Rồi hết rồi, không lên được nữa rồi, không lên được rồi, từ từ nè, nhắc nè, hô đẹp nha. 2 3 gãy, nó nặng, nó gãy gãy gãy. Hạ xuống đi, hạ xuống nữa đi, cho qua rồi luôn, tâm qua đó đó. Chụp càng lót cây vô, lót cây cho hạ xuống. Để em kia xa lôi chở đó cho, để em kia xa lôi, kia em xa lôi, từ từ cho để anh chơi hai đó nè. Giờ 2 3 nè, 2 3 chưa, 2 3 đó, 2 3 2 3 tìm nha, tìm lại cái chỗ nó chạy ra đó. Rồi đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, rồi đúng rồi. Từ từ, từ từ, cái khúc này để anh lấy cái anh bắn. Rồi qua, đạp cao cao lên không? Đúng rồi. Rồi, 2 3 giữ giữ cái, giữ giữ. Rồi, nè bây giờ đây đẩy nè, rồi dậy đi đẩy nè, đẩy nè, đẩy giờ đẩy vô xíu đó. Xe cố định em đạp được rồi, nè lên nè, được rồi, được rồi. Bắn về thấy ơi. Rồi bắn đi, bắn như vậy đó, bắn như vậy đó thấy ơi. Rồi chém cây vô. Rồi rút xe đi. Rồi, từ từ. Lên được, lên được rồi. Rồi. Có xe không? Không lọt thì kêu tài xế lấy xe đi chỗ khác. Tài xế đi học mất tiêu rồi chứ. Rồi ok. Rồi lắc. Đi điên vòng đi. Bây giờ bá có cái tủ rồi bá nó bẻ. Rồi, rồi. Sụp. Rồi. Rồi ok, được rồi đó, đâm vô. Rồi nha, canh nha, canh ngay lỗ vuông luôn nha. Đúng một lỗ luôn rồi. Ừ.
đúng không? Phải chúng cái này lên này vô đụng để rồi lắc qua đây xuống luôn em đẩy nè xuống luôn xuống nè xuống nè đó xuống luôn tới luôn tới luôn tới thôi đầu anh đang tới rồi. Anh em nha đã vô được tới cái vị trí của nó rồi mà phá nền nhà của khách hai lỗ rồi đâu có cao lắm đâu ta hả giờ bắt đầu cui ra nha vẫn còn ok không có vấn đề gì hết rồi thấy lâu hơn nó luôn em lâu hết rồi nó đi rồi chút quá mạnh lên lâu mạnh lên ok anh em nha thì sau quá trình team mình gọi là bóc tem em nó thì vẫn là còn nguyên đai nguyên kiện rất là ok. Cảm ơn anh em đội vận chuyển của Buôn Ma Thuột nha. Bây giờ là bắt đầu mình lắp ống vào và gắn máy bơm và vô nước thôi. Đấu điện đi Phong ơi. Úi khoan tượng nha. Cái hộp mũi phải cầm đi nha. Ok anh em nha, thì hồ của mình đã giờ mình đưa vô vị trí xong bây giờ mình set up rồi. Bây giờ bắt đầu mình vô nước rồi mình chạy nước thôi nha. Giờ là team của mình là bây giờ nó nghĩa là mình có nâng cấp cái lọc của cái hồ này thì bây giờ bắt đầu là mình tiến hành mình đưa hết cái vật liệu lọc với lại cái lọc này ra ngoài để chúng nó mình đưa cái lọc mới của mình vô đây nha. Đó thì anh em nhìn sơ tổng thể qua cái lọc cũ nó như thế nào và lúc mình lắp lọc mới vô thì nó như thế nào nha. Giờ là mình đưa cái lọc mình vô rồi nó bị dưới cái sắt nha. Giờ mình phải cắt cái sắt nha. Kiểu hồ này xưa là phải hồ của bên mình làm. Giờ mình ăn cắp lọc đút dưới lọc luôn để cháy lọc. Xếp nó giấy rồi. Búa đi. Chính là mỏng quá. Đúng rồi, đúng rồi.
ra đi, xong một tí nữa nó ra nó lú vào cái xe, cái lót vô cái xe, đẩy nó kéo ra thẳng luôn rồi cho ra ngoài luôn đi, cho ra ngoài luôn, cho ra ngoài. Tao đang ngán ngay cái đầu này nè. Ở đâu đâu đâu, ra đây ra. Được luôn. Dài quá, dài quá không ạ. Đúng. Thì ống nước vào ống nước ra đó nó cắn đó. Chị nó trở về. Trở về khu ưng. Rồi ok anh em, thì giờ Hào quay lại Hào nói tiếp về cái hồ. Thì anh em cũng đã coi quá trình cái team mình đưa cái hồ vào đây và nói chung là lắp đặt và vận hành. Thì bây giờ giờ là hồ đã hoạt động rồi đó. Thì giờ mình sẽ mời anh em cùng đi với Caramel ngắm cái hồ khi mà bên team mình hoàn thiện nha. Thì hôm nay nó có đặc biệt là dàn ống nó cũng khác với mọi ngày. Nó không giống. Và thứ hai nữa là cái đây là cổ bích vuông. Đó, thì một tí nữa mình sẽ giới thiệu với anh em là cái thước. Bây giờ anh em đi cùng Caramel nha. Mời anh em. Nãy giờ anh em cũng đi cùng Caramel ngắm hồ đúng không? Thì bây giờ Hào xin giới thiệu với anh em là kích thước của cái hồ này. Thì cái đây là cổ bích vuông, đó là 1m vuông. Chiều cao cột nước giờ trừ hai đường bã keo ra thì cột nước nó còn tầm 90. Đó thì một khối lượng nước nó rất là lớn. Thì hồ này là Hào làm 15 ly ba mặt siêu trong. Đó thì dàn lọc này, tổng cái hồ này thì nó là chiều cao 1m98 nha. Thì dàn lọc này nó cũng giống như dàn lọc hồi xưa giờ bên giờ Vít Tăng làm. Thì cũng có khay tách phân, rồi cũng có ngăn lọc thô, rồi tới ngăn lọc vật liệu lọc, rồi tới ngăn máy bơm, rồi tới UV. Rồi thì bây giờ Hào đi cái phần ở dưới cái hồ là có cái lọc.
với dàn ống. Thì đặc biệt dàn ống hôm nay thì Hào thiết kế theo một cái kiểu khác với thường ngày bên Gia Bích Tăng hay làm đó, thì anh em ngắm coi có cảm thấy có đẹp không nha. Thì cho Hào một cái gọi là một cái ý kiến chỉnh sửa như thế nào đó. Thì đợt này thì Hào cũng dùng hai cái van chiếc giọt đó, mà nhưng Hào thiết kế đi theo một cái kiểu khác, tại vì nó là cú bích vuông, đi theo cái phong cách kia nó rất là khó, đi không có được luôn, nên là phải suy nghĩ ra một cái mẫu này. Thì mẫu này nó cũng khá, Hào thấy nó cũng khá là hay để cho những cái gầm thấp á. Thì đây dàn lọc thì cũng có là ngăn nước trào qua nè, lên đây cũng có khay thức phân. Và đây thì anh chủ muốn chơi là sứ mà thằng chị rớt ba nè, cái này là magic nè. Thì một cái ngăn này nó sẽ chứa tầm được chừng cỡ tại cho quay rớt ba, rồi cái này là tầm cỡ chở gần 100 lít magic á, một ngăn này rồi tới ngăn UV và ngăn máy bơm. Thì cái hồ này Hào chạy con bơm 10.000 lít của ZKSG. Rồi cái dàn chân này thì dàn chân cái này là hộp vuông 10 nè, cái này là trụ 10 vuông, ở dưới là đà 6 đó. Thì tổng thể của cái hồ đó là như vậy. Còn Hào không xin giới thiệu nhiều, tại vì anh em cũng coi nhiều hồ của Gia Bích Tăng anh em cũng biết rồi. Bây giờ anh em cùng đi ngắm với Caramen một lần nữa khi hồ hoàn thiện nha. Ok, thì tiếp theo đây là cái hồ này, là hồ cũ của bạn chơi. Thì bữa trước Hào qua thì Hào có qua khảo sát cái vị trí mà đưa hồ vô á, thì Hào thấy có cái lọc, thì Hào muốn đề nghị là nâng cấp cái lọc. Thì bạn đồng ý là hôm nay là Hào có quá trình là lọc cũ anh em cũng thấy rồi, thì cái đây là cái lọc, quả lọc mới của bên team mình đưa vào, mình đã lắp đặt xong, mình đang lại chạy nước. Thì cái hồ này là có một team trên Buôn Ma Thuột làm, thì Hào lên Hào thấy thì nói chung là Hào chỉ nâng cấp cái lọc thôi. Thì mời anh em ngắm khi mà cái lọc cũ và cái lọc mới của bên Gia Bích Tăng làm vô nó như thế nào nha. Rồi mời anh em. Thì hồi nãy giờ sau một quá trình anh em theo dõi team mình đưa hồ vào và setup và chạy nước, thì anh em cũng đã ngắm hết hoàn thiện cái hồ khi hoàn chỉnh. Thì có cái lời góp ý nào thì anh em cứ comment thẳng dưới đường link giùm mình nha, hoặc là anh em là muốn có hỏi ý kiến một cái gì đó thì cứ nhắn thẳng vào YouTube, dẫn thẳng vào trong Zalo cho mình. Thì lời cuối cùng thì Hào cũng xin cảm ơn nói chung là anh chủ hồ. Thật sự là cái hồ này Hào nhận là bây giờ Hào trả hồ cho bạn này là hình như cũng là gần 2 năm, nhận trước dịch mà bây giờ Hào mới trả được cái hồ này. Thật sự thì Hào cũng rất là cảm ơn, thì bạn tin tưởng và bạn có thể là chờ đợi Gia Bích Tăng và Hào đến giờ này, thì Hào rất là cảm ơn điều đó. Thì nói chung là chúc bạn gia đình luôn luôn có nhiều sức khỏe và làm được nói chung là được ngôi nhà to hơn, đặt Gia Bích Tăng một cái hồ bự hơn nữa để Hào có thể là chăm sóc khách hàng một cái gọi là nói chung là hoàn mỹ hơn. Thì Hào cũng cảm ơn bạn. Rồi lời cuối thì cũng cảm ơn anh em team Buôn Ma Thuột nha. Thật sự là anh em vận chuyển rất là ok. Đó là bên nhà xe tải thôi, thì người ta nhận vận chuyển, người ta đưa cái hồ tới thì nó không bị hao gì hết, và vô tới nhà và rất là ok. Thì Hào cũng vận chuyển vào đây và lắp đặt xong. Thì nói chung là người cuối cùng Hào muốn cảm ơn thì cũng cảm ơn là shop AT Aquarium của Buôn Ma Thuột. Thì đó là bạn chủ shop là bạn Thái, thì cũng đã hỗ trợ team cho Bích Tăng ngày hôm nay rất là nhiệt tình. Tại ngày hôm nay Hào đi thì Hào cũng có đem theo Luân Ni Công, thì Luân Ni Công cũng là một người em thôi. Thì hôm nay là Luân Ni Công vừa lên giúp Hào và vừa lên thăm Thái đó. Thì cũng cảm ơn anh em nói chung là đã dành thời gian theo dõi clip của Gia Bích Tăng. Chào anh em nha.